thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày ký Hiệp định Geneva 20 tháng 7 năm 1954. Sau nhiều năm chiến đấu kiên cường với nhiều thắng lợi trên chiến trường, tháng 4 năm 1954, ta buộc thực dân Pháp phải tới Geneva, Thụy Sĩ để lập hội nghị hòa đàm. Tham dự hội nghị có phái đoàn ba nước Đông Dương và các nước Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Anh, Mỹ. Cuộc đàm phán bị kéo dài vì các thế lực đế quốc cố tình trì hoãn, hòng mở rộng cuộc chiến tranh trên chiến trường, tạo thế có lợi cho chúng. Tuy nhiên, chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954 của quân và dân ta đã bắt phe đế quốc phải lùi bước trên bàn hội nghị. 3 giờ 45 phút ngày 21 tháng 7 năm 1954, Hiệp định đình chiến ở Việt Nam, Lào được ký kết. Lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, Hiệp định đình chiến ở Campuchia cũng hoàn tất. Bản tuyên bố chung gồm 13 điều thừa nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào và Campuchia. Quy định quân đội Pháp phải rút khỏi các nước Đông Dương. Mỗi nước Đông Dương tự tổ chức tổng tuyển cử tự do để thống nhất đất nước. Tuyên bố chung còn ghi rõ, ở Việt Nam, đường ranh giới về quân sự chỉ có tính chất tạm thời, không thể coi như một biên giới chính trị hoặc lãnh thổ. Thưa quý vị và các bạn, kết quả của hội nghị Geneva là thắng lợi to lớn của nhân dân ba nước Đông Dương nói chung, của nhân dân Việt Nam nói riêng và của tất cả những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Đồng thời, đó còn là đòn giáng mạnh vào âm mưu mở rộng và kéo dài chiến tranh của đế quốc Mỹ. Hội nghị Geneva thắng lợi, hòa bình được lập lại ở Đông Dương, miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng, là bước ngoặt quan trọng đối với cách mạng Việt Nam.